Ok, thì cảm ơn bài phát biểu của bạn Tân rất là hay và chi tiết. Thì tiếp theo mình xin mời bạn Ninh. Bạn Ninh sẽ đi sâu chi tiết kỹ thuật hơn về cái vết nứt do con ngót. Thì mọi người nếu như có câu hỏi thì xin mọi người cứ cứ viết lên trên Zoom sau hoặc là trên YouTube. Sau đấy khi tất cả các bài giới thiệu xong thì các diễn giả sẽ trả lời cùng một lúc đó. Cảm ơn mọi người. Mình xin được tự giới thiệu thì mình là Hoàng Trọng Ninh, thì hiện nay là đang công tác trong ban giám đốc của văn phòng thiết kế STBAT tại Pháp. Trước đây thì mình có theo học chương trình đào tạo kỹ sư tại trường đại học Issa-Lyon ở bên Pháp. Thì từ năm 2017 thì mình có thành lập ở Việt Nam một cái văn phòng thiết kế là VS Structure. Thì trước khi đi vào phần trình bày của mình thì đầu tiên mình xin gửi một lời cảm ơn đến ban tổ chức. Trong thời kỳ Covid này rất là mọi người rất nhiều cái việc khó khăn, nhưng ban tổ chức một hoạt động rất là ý nghĩa. Thì không biết mọi người nghĩ thế nào, nhưng bản thân mình thì thực sự cảm thấy sống lại không khí học tập và tìm hiểu kiến thức thời còn đang là sinh viên đi học. Thì sẽ tiếp tục đây. Khi hiện tượng nứt vừa rồi thì bạn bạn Tân ấy cũng có đưa ra các case study và cũng có nói đề cập đến các nguyên nhân khác nhau của nứt, trong đó một nguyên nhân rất là lớn gây ra hiện tượng nứt, đặc biệt là trong thời kỳ đầu cũng như trong cả quá trình vận hành của công trình, đó hiện tượng nứt do con ngót. Hiện tượng nứt do con ngót này thì thực sự mà nói thì được gọi là trong các cái chương trình đào tạo cũng như là trong các tiêu chuẩn thì cũng có đề cập, nhưng đề cập rất là sơ sài. Và đặc biệt là trong cái thời gian làm việc ấy, thì mọi người chắc chắn là sẽ đụng chạm rất nhiều vấn đề này. Chẳng hạn như ví dụ lúc mà mình mới mới đi làm ấy, thì có một hôm ra công trường thì công trường nó nhìn thấy vết nứt, nó hỏi mình cái này tại sao, nhưng mình cũng rất là lúc đấy mình rất là bối rối vì mình là trẻ mà chưa biết cách trả lời nào, thì sếp mình bảo là với cả 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 công trường là vết nứt này là con ngót đấy, chả chả có vấn đề gì đâu. Thế thì mình mới thắc mắc là tại sao một cái vết nứt cho con ngót, thế nào nó không có vấn đề, thế nào là có vấn đề, nguyên nhân nó tại ra từ đâu mà đến, và nó có những cái hậu quả nào, mình cần phải đưa vào tính toán ra sao. Thì cái bài trình bày hôm nay của mình sẽ tập trung vào những vấn đề này. Nó là chủ đề là kiểm soát hạn chế nứt cho con ngót trong thiết kế bê tông cốt thép. Và tất nhiên là vì mình làm việc chủ yếu thời gian bên Pháp nên là sẽ thiên về các cái lý giải theo tiêu chuẩn châu Âu. Thì trước tiên ấy, thì để đi vào thì tạo dựng vấn đề thì ta phải hiểu cái sự liên kết liên hệ giữa con ngót và nứt. Vì con ngót ấy là một hiện tượng tự nhiên của bê tông. Nó hiện tượng bê tông là giảm thể tích do các phản ứng thủy hóa, và hiện tượng mất độ ẩm do sự trao đổi độ ẩm với môi trường bên ngoài. Hiện tượng con ngót thì có rất nhiều những hiện tượng khác nhau. Của trong con ngót thì cũng có phần con ngót dẻo, con ngót nội sinh, con ngót do nhiệt thủy hóa, và cuối cùng là con ngót do khô, là cái hiện tượng một con ngót được kéo dài trên cả tuổi thọ của đời của công trình. Thì khi khi mà để một cái vật thể một cái vật thể bê tông cho khi mà nó con ngót lại ấy, nếu mà nó được con ngót tự do ấy, thì nó sẽ sinh ra biến dạng nhưng không hề sinh ra ứng suất trong không hề sinh ra một cái ứng suất nào trong khối bê tông. Nhưng nếu như khi có các điều kiện viên, mọi người có thể nhìn cái hình đây, nếu như mà khi mà không có cái gì cản trở nó lại ấy, thì nó sẽ tự co lại như này. Nhưng mà nếu như lập tức có một cái điều kiện viên, chẳng hạn như là đây là một cái bức tượng, một cái tường này, có một cái móng ở đây đã được đổ từ trước rất lâu, nên cái con ngót của móng này đã thực hiện từ lâu rồi. Và khi ta đổ một cái kết cấu mới lên đấy, thì khi cái con cấu mới này thời gian đầu rất là nhiều, thì nó sẽ cản cái khối đế cũ này, nó sẽ cản trở cái sự con ngót của cái bức tường này, và nó sẽ sinh ra những cái ứng suất kéo nội tạng trong khối khối bê tông và sinh ra nứt. Mình cũng sẽ mình có thể nhìn cái hình dưới này, đây là một cái thí nghiệm rất là nổi tiếng của Bamford.
Thì về các vết nứt ở phía nứt cho co ngót đây là điển hình là như này mọi người nhìn thấy đây là đây là điển hình hình mô hình và đây xuống đây là kết quả thí nghiệm thì nhìn vào đây thì mình có thể mọi người có thể có thể gặp rất nhiều các loại vết nứt này chẳng hạn ví dụ như là một cái bức tường kéo mình đổ ngoài kéo dài như thế này trên một cái nền móng như thế này thì mình sẽ đầu tiên ấy thì nó cái vết nứt tỷ lệ cái sự sự cản trở thì cái sự cản trở ở đây thì mình có thể hiểu là tỷ lệ nó cái chiều cao này nó càng thấp và cái độ dài này càng lớn ấy, tỷ lệ giữa chiều cao trên độ dài này nó mà càng càng bé thì cái sự co ngót ảnh hưởng lên trên nó càng càng rộng tức là những cái vết nứt nó sẽ đầu tiên xuất hiện ở giữa đây nó sẽ càng cao đấy khi mà vết nứt xuất hiện ở giữa càng cao nó có gần như là coi như mình tách bức tường này làm đôi vậy thì là mình sẽ có lúc đó thì mình sẽ có là cái tỷ lệ giữa chiều cao và cái độ rộng này nó sẽ tăng lên như vậy là vết nứt thì nó sẽ tác động lên lên một cái phần cái là sự cản trở nó sẽ giảm bớt đi đó mọi người sẽ nhìn thấy vết nứt để nó sẽ thường thấp hơn cái nứt tiếp theo thấp hơn như vậy nếu trong bức tường rất dài thường ta sẽ có những vết nứt ở đó các vết nứt ở đây thường sạc dần dần ở khoảng mỗi khoảng 5 mét có vết nứt như này sau đó là có những cái vết nứt bé hơn nằm ở giữa sau đó đến các vết sau đấy có thể có những vết nứt bé hơn nữa thế còn những cái vết nứt ở đây vị trí chéo này là do các điều kiện do gọi độ cứng của cái gối này nếu có số cái sự biến dạng của nó dưới cả khi nó khi co lại nó sẽ kéo nó sẽ gây ra hiện tượng này hơi uốn một tí nếu mà cái nó càng mà cứng ấy thì cái vết nứt nó sẽ càng chéo nghiêng về đây còn nếu mà cái này nó có một độ gọi là độ dẻo nhất định độ độ, thì uốn nhất định thì cái vết nứt nó sẽ hơi xiên xiên như này đấy là cái hiện tượng về điều kiện biên ở cái vị trí sát mép. Đấy là một cái ví dụ mình lấy là ví dụ điển hình gọi là classic của hiện tượng nứt do co ngót đấy. Thế thì bài thuyết trình hôm nay ấy, thì mình thiên là một cái góc nhìn của mình ấy là góc nhìn của kỹ sư thiết kế tức là thiên về cái giai đoạn thiết kế tính toán lý thuyết nhiều hơn đó gọi dữ liệu gọi là giai đoạn người ta gọi là phòng bệnh ấy. Trước khi mà khi xảy ra vết nứt rồi đi chữa bệnh thế nào thì sẽ có những cái diễn giả sau trình bày thêm cho mọi người để hiểu rõ nhưng mà là mục đích của bài này của mình nhằm mục đích là đưa ra cái câu trả lời cho ba câu hỏi chính của kỹ sư thiết kế khi mà đối mặt với vấn đề nứt này đó là phân biệt cái hiện tượng nứt do co ngót này với nứt kết cấu như thế nào những phương án xử lý nứt co ngót ra sao sau đó là có một cái phần rất quan trọng của kỹ sư thiết kế là trong xây dựng dân dụng ấy thì trong tiêu chuẩn nó có một quy định là không cần phải tính đến các hiệu ứng về nhiệt độ và co ngót trong tính toán nếu như ta bố trí các khoảng cách những cái khe 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 co ngót đấy với khoảng cách đê joang này những cái khoảng nhỏ hơn với khoảng cách đê joang quy định trong tiêu chuẩn vậy thì quy định về các khe co ngót này cần được hiểu thế nào cho đúng đấy và cuối cùng là khi mà chúng ta gặp trường hợp phải tính toán đến co ngót bị cản trở trong thiết kế bê tông thép thì phải kiểm tra độ mở vết nứt thế nào. Đấy là ba cái câu hỏi mình muốn tìm cách đưa đến cho mọi người là giải đáp trong phần trình bày này. Thế đầu tiên thì muốn thì chúng ta mình muốn đi qua sơ lược một chút về các hiện tượng co ngót. Cái bức ảnh này là một cái bức ảnh rất là nổi tiếng trong một cái tài liệu nói về các cái vết nứt không gọi là vết nứt gọi là vết nứt không phải là vết nứt kết cấu. Vết nứt kết cấu ở đây là gồm các vết nứt do uốn này và do chịu lực cắt. Đấy, nhưng đây là vết nứt không phải kết cấu thì nó sẽ liệt và có một cái bảng này những cái vết nứt mà không được cấu thì có thể liệt người ta có thể đưa ra cái ví dụ A B C D E F để là các vết nứt khác nhau mà người ta có thể liệt vào dạng gọi là vết nứt không phải kết cấu thế thì mình sẽ tập trung vào các vết nứt liên quan đến co ngót thôi còn các vết nứt khác thì chắc là thực tế nó không nằm trong cái phần trình bày của buổi hôm nay thế thì mình vết nứt thì còn cùng các cái nhóm đấy nhóm đầu tiên là nhóm ABC này là các vết nứt từ lúc đầu nó liên quan đến tính dẻo của bê tông khi mà mình chẳng hạn mình đổ bê tông lúc đầu thì nó có cái độ 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 độ, độ cái là cái vật gọi là vật liệu cốt liệu này rồi các thứ nó sẽ nặng hơn nước nó sẽ có tác dụng là nó sẽ có thiên hướng là chìm xuống dưới còn nước là nổi lên trên thì nó sẽ sinh ra là những cái độ sụt của bê tông như này sau khi mình vừa mới đổ xong thì có khả năng sẽ gây ra nứt chắc là do cái phần cốt thép nó cản trở cái việc sụt đó nó sẽ gây ra nứt ở trên các điểm 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 trên đầu cốt thép hoặc là do cũng có hiện tượng này mình có thể thấy là hiện tượng mình có thể có khả năng gặp những cái vết nứt ở đầu cột như thế này cũng do hiện tượng tương tự như vậy
Về phần con ngót ấy, thì mình sẽ thì nó sẽ liệt, nó sẽ có những cái dạng nứt là trong giai đoạn đầu gọi là nứt thể dẻo đấy, thì do là cái sự bốc hơi nhanh chóng của bề mặt, hoặc là nứt do nhiệt thủy hóa, do hiện tượng nhiệt thủy hóa, hoặc là sau đó là đến hiện tượng các hiện tượng nứt, hiện tượng con ngót cơ bản như con ngót nội sinh hoặc con ngót khô cũng có thể, thì cũng có thể gây ra nứt. Thế thì mình sẽ dưới đây là phần này là bằng giới thiệu bằng tiếng Anh, nhưng mình sẽ cố gắng là tóm lược trong bảng tiếp theo và chính xác tiếp theo bằng tiếng tiếng Việt cho mọi người dễ hiểu hơn. Mọi người có thể nhìn thấy cái ảnh đây, những cái ví dụ trực quan thể hiện các hiện tượng nứt cho con ngót, mình có thấy thì rất dễ, đây là một cái miếng sàn thôi, thì mình sẽ thấy là cái con ngót như là cái dạng 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 chân chim này, nó thấy giống là cái là hiện tượng con ngót dẻo đó, là do và có hiện tượng một cái vết nứt mà gọi là xuyên thối như này, thì nó là thiên về hiện tượng con ngót do khô đấy. Mình cũng thể thấy một cái ví dụ thứ hai, nó là một cái silo như này, thì mọi người cũng rất là cái trường hợp này cũng rất là kinh điển thôi, là các vết nứt nó chạy dưới các cái chân sát với chân móng này, giống như cái trường hợp mình trình slide slide trước lại, do nguyên nhân do con ngót kết hợp với cả lực áp lực của nước ở trong cái silo này có thể tạo ra cái lực kéo vuông góc như này, vuông dọc theo cái đường 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 đường, đường gọi là đường đường cong của cái silo đấy, kết hợp cả hai hiện tượng đấy thì nó sẽ sinh ra những vết nứt như này. Thì mình sẽ đi cụ thể vào các cái lý giải và các hiện tượng nứt cho con ngót và các biện pháp xử lý như thế nào cho hợp lý. Thì mình sẽ xin tóm tắt vào một trong cái bảng như này. Thì đầu tiên là khi dựng con ngót dẻo ấy, thì là hiện tượng con ngót này nguyên nhân là do bốc hơi nhanh chóng của lớp bê tông bề mặt trước khi đạt được độ cứng. Hiện tượng con ngót này dẻo là thời kỳ xảy ra thời kỳ đầu rất là sớm. Con ngót dẻo này nó có gần rất là bị ảnh hưởng bởi các điều kiện môi trường bên ngoài như gió, nhiệt độ và độ ẩm. Nên mọi người có nhìn thấy một cái hình này rất là trực quan của trong tiêu chuẩn ACI ấy, thì là nó phụ, chẳng hạn như là đây mọi người phụ thuộc rất lớn vào độ ẩm. Đầu tiên là mình đi theo cái đường này, độ ẩm này, sau đến nhiệt độ của khối bê tông này, sau đó đến vận tốc gió, tức là gió càng to thì rồi nhiệt độ ẩm bên ngoài càng khô, nhiệt độ bê tông càng lớn thì mình sẽ có cái tốc độ bốc hơi càng nhanh. Mà tốc độ bốc hơi nhanh thì hiện tượng con ngót do gọi là dẻo này sẽ xảy ra càng lớn, do hiện tượng mất nước bề mặt này. Đấy, thậm chí ngay cả khi nó không nứt thì mình cũng sẽ có một cái lớp bê tông phía một cái lớp bê tông phía trên sát bề mặt ấy, có tỷ lệ nước 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 trên xi ấy khá là lớn, thế nên là dễ có giảm giảm cái độ 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 bền của nó và rất dễ vỡ dưới tác dụng của ngoại lực, như các lực phanh, lực mài mòn khi mà trong quá trình sử dụng công trình đấy. Các vết nứt này thì đa phần các vết nứt bề mặt, hầu hết nói chung là không phải đa phần mà là chắc chắn là cái vết nứt này, vết nứt do con ngót dẻo này là chính bề mặt. Thì cái sự gọi là cách cách xử lý hiệu quả ấy, thì mình cũng liệt kê đây ba cái cách xử lý chính khi mà trong các trường hợp vết nứt do con ngót ấy, là xử lý qua việc cấp phối bê tông cho đúng này, hoặc sau đó là xử lý qua việc bảo dưỡng này, gồm có các cái gọi là bảo dưỡng phủ bạt tưới nước, phun màng dưỡng ẩm, cuối cùng mới là đến cái việc gia cường cốt thép. Thế thì trong cái trường hợp con ngót dẻo này thì cấp phối bê tông nó là hiện tượng khá là thiên về vật lý, do cái hiện tượng nước nó nhẹ hơn, nó tập trung ở phía trên. Thì cấp phối bê tông cũng là, nếu mình can thiệp bằng cái này thì cũng hiệu quả tương đối thấp, nhưng mà chẳng hạn như cái việc mà gọi là bảo dưỡng bê tông thì nó có ảnh hưởng rất là tốt đối với việc xử lý cái con ngót dẻo này đấy. Thì ở đây mình cũng có một cái bảng, một cái tài liệu về gọi hướng dẫn về cách bảo dưỡng bê tông ở bên Pháp. Thì đây mọi người nhìn thấy đây là theo các điều kiện bên ngoài, chẳng hạn như là điều kiện này là điều kiện tốt này, điều kiện bình thường và điều kiện xấu khi mà có gió to này, độ ẩm thấp này, và đây là dựa theo cái mức độ là mình từ lúc mà cái gọi là mức độ đạt độ cứng, độ gọi là độ chịu lực của bê tông ấy là nó nhanh hay chậm. Chẳng hạn có những cái loại xi măng là có thể tạo đẩy nhanh cái tốc độ 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 đông kết, và là mình có nhanh có cái ứng suất chịu lực lớn, thì đây càng ngày càng chậm thì là đây. Thế là mình sẽ thấy là nếu như mà trong điều kiện xấu này lại bê tông nhanh nhanh chậm chậm đạt độ cứng thì thời gian bảo dưỡng sẽ rất là lâu, 10 đến 15 ngày. Nếu mà trong điều kiện tốt thì lại chỉ cần đến 1 đến 2 ngày thôi.
Hiện tượng co ngót tiếp theo là hiện tượng co ngót nội sinh. Mình dịch thì không biết có đúng không, nhưng bên Pháp nó gọi là rosette androgen. Đây là một cái hiệu ứng vật lý hóa học của phản ứng thủy hóa gây sản thể tích. Thì có nhiều cái một điều đặc biệt chú ý với cái hiện tượng co ngót nội sinh này là nó tỷ lệ nghịch với tỷ lệ nước trên si. Như vậy là những cái bê tông mà gọi là theo gọi là bê tông, người ta gọi là bê tông chịu lực chịu cường độ cao ấy, từ C50, C60 trở lên thì là có cái hiện tượng co ngót nội sinh này rất là nhiều. Chẳng hạn như mọi người thấy là một cái bê tông bình thường thì trong khoảng 28 ngày đầu là gần như đã thực hiện hết phần co ngót nội sinh của mình rồi. Những cái bê tông cường độ cao này thì cái thời gian mà để thực hiện hết phần co ngót nội sinh này kéo dài nhiều tháng sau, nhiều thời gian sau nữa. Thì cái hiện tượng này có thể xảy ra các loại hình bề mặt hoặc xuyên khối. Cách xử lý do gây hiệu quả cao là do sử dụng số cấp với bê tông và bảo dưỡng bê tông. Cốt thép thì mình đánh giá ở mức độ là trung bình. Tiếp tục với hiện tượng co ngót khô. Co ngót khô này là hiện tượng co ngót do bốc hơi không khí, nghĩa là do chênh lệch độ ẩm với môi trường bên ngoài. Cái này nó sẽ hiện ra dị dạng nứt nếu co ngót này bị cản trở. Cái sự kiện cái hiện tượng co ngót này là hiện tượng co ngót kéo dài trong cả vòng đời của công trình, và nó là một hiện tượng co ngót chủ đạo. Nếu như trong những bê tông bình thường thì hiện tượng co ngót này sẽ lớn hơn rất nhiều những hiện tượng co ngót nội sinh này. Đấy, thì cái nứt thường xảy ra là xuyên khối, ảnh hưởng cái can thiệp với nó thì tất nhiên là hầu hết các hiện tượng ngót ấy, thì vấn đề bảo dưỡng bê tông là cực kỳ quan trọng. Đấy, vấn đề này chẳng hạn như đây mình ở bên Pháp là họ say hay hay sau khi mà cái lớp nước ở bên trên bề mặt nó rút đi ấy, thì họ hay xịt một cái lớp gọi là cooling compound này là để tạo thành một cái lớp màng để nó dưỡng ẩm đấy, để nó ngăn cản cái sự bốc hơi của nước trong bê tông. Đấy, rất là quan trọng. Thì cái phần bảo dưỡng này là cực kỳ quan trọng trong việc liên quan đến co ngót. Bảo dưỡng cực phải rất là đúng cách và rất là nghĩa là trong cái thời, nghĩa là nó rất là quan trọng cho cái thì đối với công mặt công trường trong thời kỳ những ngày đầu của bê tông ấy, nó có thể ảnh hưởng đến cái quá trình lâu dài của sử dụng. Nếu mình không chú ý đến cái việc bảo dưỡng này ảnh hưởng rất là nghiêm trọng, sau này xử lý rất là khó. Cuối cùng cái hiện tượng co ngót do nhiệt này, nó gọi là nhiệt thủy hóa này. Cái hiện tượng co ngót này thực sự là hiện tượng co ngót rất là gọi là có khi phải khá nhiều người có khá ít người để ý, và cũng tiêu chuẩn nói cực kỳ ít. Chẳng hạn như châu Âu nó chỉ nói là hiện tượng co ngót nhiệt này mình phải quan tâm đến trong những cái khối bê tông lớn, nó không nói cụ thể là thế nào, ông tính toán ra sao khối bê tông lớn như thế nào. Thế thì mình sẽ có một slide sau này sẽ thích cụ thể hơn về vấn đề này, thì anh em nào chưa biết thì có thể thì tìm hiểu. Thì cái phản nói chung là phản ứng thủy hóa bê tông ấy là một phản ứng sinh nhiệt đấy, thì cái khối bê tông nó càng dày ấy, thì mình sẽ sinh cái khối nhiệt lượng nó càng lớn. Thì nhiệt độ cao này sau khi mà nó sẽ sau đấy khi khối bê tông này hạ trở về nhiệt độ bình thường ấy, thì do nhiệt độ mà hạ thì nó sẽ là co lại. Thì cái này là thời gian thực thể xuất hiện cơ chế nứt để có thể từ những ngày đầu tiên cho đến 2 tuần sau khi mình đổ bê tông xong, khi mà nhiệt độ hạ trở về nhiệt độ bình thường rồi, thì cái hiện tượng nứt này có thể xảy ra ở trên bề mặt hoặc xuyên khối. Đấy, cái xử lý hiệu quả nó do cấp phối bê tông rất là cao. Sau đó là xử lý bề mặt, sẽ bảo dưỡng, và cuối cùng là cốt thép, là hiệu quả thấp hơn hai cái phương án này. Mình sẽ đi sâu thêm về hiện tượng co ngót và rồi thủy hóa này. Thì mọi người nhìn thấy đây là một cái khối bê tông, là một cái biểu đồ người ta đo nhiệt độ trong một khối bê tông lớn 4 mét nhân 5 mét nhân, nếu mình không nhầm là 4 mét nhân khoảng 4 mét đấy, một khối móng lớn. Thì trước đây là có một cái bài, không biết là có gì diễn giả là anh Oanh, anh cũng đã giải thích một cái mô hình phân tử, mô hình phân tử hữu hạn một cái khối móng, và giải thích cái hiện tượng này rồi. Tức là mình chỉ đưa qua đây để nói lại cụ thể hơn về tại sao nó liên quan, tại sao người ta gọi là co ngót mà lại liên quan đến nhiệt độ. Vì thế này là khi mà cái khối bê tông nó lớn ấy, thì cái nhiệt nhiệt tỏa ra khi mà phản ứng thủy hóa lớn là gây tăng nhiệt độ rất là nhanh trong khối bê tông trong thời gian đầu này. Thế sau đó nó sẽ do trao đổi nhiệt với môi trường bên ngoài thôi, nó sẽ hạ dần nhiệt độ xuống. Thế thì mình có thể nhìn đây là lúc đầu cái thời gian đầu cái độ cứng
nó sẽ phát triển theo thời gian, thì độ thời gian đầu độ cứng nó còn thấp. Nhưng mà đến thời gian sau ấy thì độ cứng nó tăng lên rồi, thì mình sẽ nhìn thấy ở đây cái biểu đồ về nhiệt độ như này. Thì người ta có thể quan niệm là trong thời gian đầu, lúc mà bê tông mà nó tăng nhiệt độ, lúc cái độ cứng thấp, nó cái phần nhiệt độ, cái phần gọi là ứng suất nội tại, nó gọi là do bị cản trở ấy, nó sẽ nén, nhưng mà nó sẽ tăng lên không không phải là nhiều, do độ cứng của nó chưa đạt nhiều. Nhưng khi mà sau khi mà lúc nó hạ nhiệt độ ấy, thì nó sẽ có một cái pha để quay trở về cái ứng suất, vì nó nhả luôn, nó bắt đầu nén sau lại kéo, mà nó sẽ quay trở về điểm không, tương ứng một cái nhiệt độ T, bắt đầu từ T đấy, người ta coi như là từ T đấy nó sẽ, khi mà nó co lại thì nó sẽ ra ứng suất kéo, nếu mà cái khối bê tông này bị cản trở cái sự co ngót lại đấy, trong khối bê tông. Ngoài ra cái hiện tượng này nó cũng có một cái hiện tượng nữa là khi mà nó có sự chênh lệch nhiệt độ giữa phía trong lòng lõi bê khối bê tông và phía ngoài, nó khoảng tùy vào cái độ dày của khối bê tông, nhưng nó cũng khoảng tầm khoảng 15-20 độ, nhưng nếu mà lấy một cái khối bê tông như như thế này thì nó sẽ sinh ra cái hiện tượng gọi là gì, là cái khối bê tông, vì cái khối bên cái phía ngoài này nó co nó nhanh hơn, nó sẽ co lại nhanh hơn, còn cái khối này nó vẫn đang còn nóng, nó chưa co lại nhiều lắm, thì cái khối này nó sẽ cản trở cái phần lõi, nó sẽ cản trở phần phần phía ngoài co lại, thì nó sẽ sinh ra một cái nội ứng suất nội tại ở đây là kéo, ở đây là nén. Nó còn xảy ra hiện tượng nứt bề mặt. Tại sao lúc nãy mình nói là cái hiện tượng co ngót do nhiệt thủy hóa này là bao gồm cả hiện tượng nứt do xuyên khối, đấy là toàn, và hiện tượng nứt bề mặt. Thì trước khi mà nhìn thấy các cái bản chất, cái hiện tượng co ngót như thế rồi, thì lúc nào nó cũng có thể xảy ra, cho xảy ra bất cứ trường hợp nào cũng có hiện tượng co ngót cả. Thế thì không thì thì người kỹ sư thiết kế phải có các tiêu chuẩn đấy, thì để đơn giản hóa, mình theo như mình nghĩ là để đơn giản hóa cái quy trình tính toán, và giúp cho không không phải, nghĩa là nói chung và thì người ta đưa ra những quy định về khe cong co giãn, mà với nếu mà mình đạt được những cái quy định này ấy, thì mình không cần phải đưa nó vào tính toán nữa, vì cái này là việc tính toán cái lượng bố trí cốt thép trong trong thiết kế mà liên quan đến co ngót này, một khi mà các bạn đã phải tính đến nó thì lượng thép nó không phải là ít đâu, mà nó sẽ khá là nhiều đấy. Thế nên là vì theo mình nghĩ là vì vừa lý do kinh tế, vừa lý do đơn giản, và những hiện tượng co ngót này nó cũng phải chưa được hiểu đầy đủ lắm, trong 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 cái trong các cái gọi là để xác định được cái độ lớn về các thứ, của cái hiện tượng co ngót này trong thiết kế, thì nó cũng không phải là dễ dàng, nên là các cái tiêu chuẩn chẳng như tiêu chuẩn châu Âu ấy là mục 2.3.3, thì người ta có quy định, và tất nhiên là có theo phần phụ lục quốc gia của Pháp đấy. Ví dụ như là chẳng là ví dụ ở Pháp thì có quy định là nếu như mà cái phần gọi là độ rộng của tòa nhà của bạn, hoặc là khoảng cách giữa các cái khối trong tòa nhà giữa các khe co giãn mà nó nhỏ hơn cái giá trị được quy định de Jong, thì bạn sẽ không cần phải tính đến co ngót và nhiệt độ trong thiết kế. Thế thì ở chẳng như ở Pháp thì là nó quy định chẳng như là những cái vùng gọi là khí hậu ôn hòa ấy, và những vùng có độ ẩm lớn, như vùng phía Tây này thì là 50 m, những vùng Paris 40 m, sau đó là những cái vùng mà có nhiệt độ chênh lệch lớn ngày đêm, hoặc là những cái vùng không khí khô, nhưng phía Nam này thì chỉ quy định là chỉ được cho phép là 25 m thôi, là có sự khác biệt rất là lớn. Ngoài ra trong các tiêu chuẩn thì thường quy định đối với những cái vật những cái vùng mà gọi là nó hơi gọi là người ta gọi là hơi lộ thiên ra ngoài một chút đấy, như các vùng ban công này, hay những cái lan can ở các cái tầng mái ấy, thì nó sẽ chịu cái biến thiên về nhiệt độ rất lớn. Thì người ta có cái quy định về cái khe gọi là khe những cái khe khe khoảng cách giữa khe 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 co ngót này,
gọi là cái góc của các phần tử này. Khi mình vì đây mình sẽ có những cái, mình sẽ cắt những cái khe này khoảng L, cứ khoảng mỗi khoảng một đoạn dài L cũng cắt một cái khe này. Vì nó liên quan đến chống thấm nên là thường cái chỗ này mình sẽ chỉ cắt đến trên đầu chỗ chống thấm thôi. Thì nếu mà khoảng cách giữa các cái khe này mà nhỏ hơn L ấy, thì mình chỉ cần bố trí 0,17% cái gọi là cái lượng lượng cốt thép trên, nghĩa là diện diện tích thép cốt thép trên diện tích cái lan can bê tông này này là chỉ 0,17%. Nếu như mà lớn hơn 2L thì 0,42, còn giữa L và 2L thì mình có thể dùng phương pháp nội suy để mình tính ra cái lượng cốt thép bố trí tối thiểu này, và nó cũng liên quan đến các vùng khí hậu ôn hòa và các vùng khí hậu sinh lực nhiệt độ lớn của khoảng cách L này sẽ quyết định là 6 m hoặc là 4 m. Ngoài ra thì các cái công trình mà gọi là đặc biệt ấy là chắc cái công trình liên quan đến mà liên quan đến thấm nhiều, chẳng hạn như các bể nước định nghĩa trong phần phần 3 của tiêu chuẩn châu Âu ấy, thì nó có những quy định về khe co ngót này riêng, khe co giãn này riêng. Chẳng hạn, ví dụ như là mình sẽ có hai cái option. Một ấy, là mình coi là mình đổ nguyên khối và không bố trí khe, thì lúc đó thì mình sẽ phải tính toán đến hiện tượng co ngót trong thiết kế. Còn nếu như mà đối với một cái bể nước như này, nếu mình chấp nhận có những cái khe, và cái khe đấy tất nhiên là được xử lý chống thấm, cứ khoảng mỗi khoảng 5 m hoặc là 1,5 lần chiều cao của cái bức tường này, thì mình cũng chỉ cần phải bố trí một lượng thép tối thiểu thôi. Mà thế thì bây thế thì mình nôm na từ nãy đến giờ thì mình có thể hiểu được là nếu như mà chiều rộng của tòa nhà mình ấy, mà nếu mà lớn hoặc nếu mà lớn hơn cái khoảng cách quy định của tiêu chuẩn thì mình phải tính toán, còn nếu nhỏ hơn thì không. Thế thì mình đưa ra một cái ví dụ này để mọi người hiểu rõ hơn, là mặc dù có vẻ là dễ hiểu đấy, nhưng mà mỗi trong cái phần thì gọi là suy luận và các cái tách của tiêu chuẩn có rất nhiều những cái ý mà mình có thể khai thác và để có thể tận dụng. Thì ví dụ mình đã đưa một cái ví dụ là một công trình này mình cũng tham gia thực hiện, một cái tòa nhà cao tầng này, thì cái là gối lên là gọi là hệ cọc Barrett ở phía dưới này, ở phía dưới đa phần hầm ấy thì nó chỉ rộng khoảng gần gần 40 m thôi, cái phần độ rộng của tòa nhà ấy. Nhưng mà lên trên thì nó càng ngày càng mở rộng ra và nó lớn hơn 50 m, và nó hệ kết cấu thì gồm có hệ lõi và cái hệ dầm dầm viên bên ngoài, dầm cong cộng với các hệ cột. Thì câu hỏi đặt ra là liệu công trình này có cần tính đến co ngót khi tính toán cốt thép không, vì đây là công trình ở Paris nhé, quy định là 40 m là cái đê răng mình đây là lớn hơn 40 m rồi, liệu có cần phải tính đến không. Tất nhiên là hiện tượng co ngót thì mình phải tính đến khi mà gọi là tính độ lún rồi, nhưng mà đây là mình đang nói đến hiện cái tính cốt thép nhé, có cần phải tính đến co ngót không. Thế thì mình cũng xin đưa ra một cái lời giải thích luôn. Là cái lời giải thích này mà là bên 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 thi công công trình này, bên đơn vị thiết kế thi công cho công trình này đã đưa ra cho bên giám sát để họ để bên giám sát chấp nhận cái việc mà không cần tính toán co ngót trong khi thiết kế công trình này, mà và co ngót và nhiệt độ thiết kế công trình này, mà mặc dù là chúng ta có lớn hơn 50 mét. Đấy là lý giải ngay là cái công trình này nó được lắp kính toàn bộ phía ngoài. Về mặt nhiệt độ ấy thì khi mà lắp kính toàn bộ phía ngoài thì cái phần kết cấu phía trong này nó gần như là gọi là được bảo vệ. Nghĩa là gần như là gọi là trong phần gọi là volume mà được điều hòa không khí đấy, tức là về phần nhiệt ấy, cần ta gần như là có thể bỏ về gọi là biến thiên nhiệt độ của một công trình được, phía trong tường kính với phía ngoài tường kính nó sẽ là phía trong tường công trình như này sẽ có biến thiên nhiệt độ ít hơn nhiều. Còn riêng thì gọi là hiện tượng co ngót đấy thì lý giải đưa ra là thế này, cũng tiêu chuẩn đấy, quy định là 40 m đúng không, thì 40 m này là đối với tất cả mọi loại kết cấu. Ví dụ ta đưa ra một loại kết cấu là có các tường vây xung quanh chống lại hiện tượng co ngót rất là nhiều, thì 40 m vẫn pass. Vậy khi ở một cái cấu như này, là với cột này thì các cái gọi là cái cản trở về độ cứng của các cái cột này so với cả các cái việc là một có một cái tường viên này nó sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Thế nên là việc mà cái việc mà mình ở đây mình có 50 m lớn hơn 40 m một chút đấy, thì cái hiện tượng co ngót, hiện tượng nứt do co ngót bị cản trở nó vẫn xảy ra, gọi là có thể tương đồng hoặc ít hơn một cái kết cấu mà bị cản trở toàn bộ với mà nó có độ dài là 40 m. Thì cái lý giải đưa ra thì đã được cái bên nói chung là mọi các bên để cảm thấy hợp lý và đúng. Thực sự mà nói thì tất nhiên phía mình sẽ có một cái ví dụ
là ở cái ngay để cho mọi người thấy rõ hơn là cái phần mà cái kết cấu rồi mà có cái hệ cột phía ngoài dầm phía ngoài này thì thực sự mà là cái cột và cái hệ cột này nó càng trời có ngót cũng không phải là nhiều. Thế thì mình có thể đưa ra một cái cách hiểu như này, tức là nếu như bạn có cái tường này, tường tường gọi là tường 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 lõi đấy, là chống chống lại cái chuyển chuyển bị ngang chống chống gió đấy, và cái tường viên này thì hiển nhiên là bạn phải coi các cái điểm đây là các điểm cứng rồi. Nhưng nếu như bạn có cái hệ cột như này và bạn có thể chứng minh được là cái liên kết giữa cột này và sàn của bạn là có thể coi là các liên kết khớp, thì bạn có thể coi những cái khoảng cách để tính đến so sánh khoảng cách bê rong của tiêu chuẩn ấy, nó sẽ bé hơn cái khoảng cách độ rộng của tòa nhà của bạn. Thì cái này đây là một cái ý đưa ra thôi, việc chứng minh được cái cột này ở đây nó có thể là khớp ấy thì cũng không phải là đơn giản. Thế thì cái phần này thì mình muốn đưa ra một câu hỏi là liệu các mọi người tham gia cái buổi hôm nay, nó có rất nhiều bạn là giám sát, thì liệu là nếu một văn phòng thiết kế mà đưa ra một cái lý giải như vậy, là giống như là tôi có thể thiết kế cột này ở đây dưới dạng khớp ở đây để tôi có thể giảm cái chiều dài, tính toán đến tôi có thể quy coi là cái chiều dài này mới là chiều dài để so sánh với cái đê răng, thì liệu bạn có chấp nhận cái chuyện đấy không? Đấy, thì đấy là một cái câu hỏi tí nữa mình đưa ra để mình có thể thảo luận. Nên mình sẽ tiếp tục cái slide tiếp theo. Thì trong R-code ấy, thì nó có đưa ra những cái các biện pháp khác để giảm thiểu có ngót, chứ không hẳn là chỉ có mỗi cái biện pháp là mình phải bố trí cái khe 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 co giãn. Thế thì nó có biện pháp là dùng các bê tông, các phụ gia chống co ngót này, bảo dưỡng bê tông đúng cách, vậy mình cũng đã nói rồi. Đổ sàn theo các thứ tự chẳng hạn như U bàn cờ để có giảm thiểu cái sự co ngót toàn khối. Hoặc là mình có thể xẻ sẵn khe nứt để các vết nứt tập trung vào chỗ đó nhằm che đi hiện tượng nứt, tức là vẫn có nứt đây, bạn nhìn thấy vẫn nứt, mà gì mình xẻ khe đây thì vết nứt nó sẽ tập trung vào đây thì không ai nhìn thấy cả. Thì ví dụ cái này rất là điển hình trong việc các sàn công nghiệp, các cái sàn công nghiệp mà gối thẳng lên đất ấy, thì thường người ta yêu quy định là các cắt ở bên Pháp ở tiêu 13 quy định là cắt rãnh cứ mỗi 6 mét cộng trừ 10% phía ngoài, thì có thể là cắt rãnh ở cái khoảng nhỏ hơn cứ mỗi 5 mét. Có một cách nữa là bố trí một cái lượng thép tối thiểu. Thì đây mình cũng 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 đưa ra một cái ảnh này, nó một cái tư duy rất là liên quan đến cái sự việc xử lý vết nứt cho co nói chung và xử lý vết ngon cho riêng rất là quan trọng. Đó là nếu như mình không cắt nứt ấy, mình không quan tâm và mình không không có tìm cách xử lý nó thì nó sẽ nứt một cách lộn xộn đấy. Nhưng nếu như có hai, sau đó mình sẽ có hai option để xử lý nó, tức là một một option là mình không bố trí thép nhiều mà mình bố trí thép rất là ít thôi, nhưng mình sẽ bố trí những cái khe liên tục và đều như này để tập trung những cái những cái vết nứt và những khe co giãn này, tức là mình không chống lại nứt nhưng mình tập trung nó vào những cái vị trí mà mình mong muốn và che nó đi để người ta không thấy đấy. Đây là một ví dụ thôi, mình cũng thực hiện rất nhiều những cái tường, chẳng những cái bức tường lớn cao và lớn, hiện tượng co ngót xảy ra nó trên nó rất là nhiều, thì mình cũng thể làm những cái khe ở trên cái bức tường này như này để chắc chắn là không có những hiện tượng nứt lộn xộn, mà những vết nứt sẽ chỉ tập trung vào trong khe và sẽ được che đi. Có một cái tư duy thứ hai thì là cái lối tư duy là bố trí một cái lượng thép tối thiểu. Bố trí cái lượng thép tối thiểu này thì thế nào? Thì có một cái gọi là khi mình đi làm ấy thì các cái bậc đi trước ấy, nó cũng một cái lý luận như thế này đưa ra về cái phần gọi là lượng thép tối thiểu. Đó là ok, bây giờ anh có một cái hiện tượng co ngót trên bê tông làm cho anh có thể khi mà nó ứng suất nó tăng lên, khi nó đạt đến cái ứng suất gọi là chịu kéo của bê tông tới hạn ấy, nó sẽ nứt. Thế thì anh sẽ bố trí cái cốt thép của anh làm sao cái phần ứng suất này nó tiêu chuyển từ bê tông sang thép, thì cái chỗ mà vết nứt tạo ra, mấy đồng vết nứt số 1 tạo ra này ở giữa này, thì sau khi mình bố trí thép thì cái điểm này nó sẽ là cái điểm điểm yếu thứ nhất này, nó sẽ có thép để bù trừ lại, thì cái điểm yếu nó, thì nó sẽ chuyển sang điểm yếu tiếp theo và nó nứt tiếp ở điểm yếu tiếp theo, sau đó cứ thế nó sẽ nứt đều trên kết cấu của bạn. Đấy, khi bạn bố trí một cái lượng thép tối thiểu này. Như vậy là bạn sẽ thay vì nứt ở một vài vị trí lớn thì mình sẽ có các cái nứt nó sẽ đều
trên trong kết cấu và những cái mức độ độ mở vẫn nhỏ hơn, khó có thể nhìn thấy được. Thì trong tính toán ấy thì đưa ra cái việc là khi mà cần đến hiện tượng co ngót ấy thì mình chỉ cần bố trí cái lượng thép tối thiểu này thôi, thì không cần phải tính toán trực tiếp co ngót nữa. Tức là làm sao là tôi có thể, một là tôi có thể tính toán trực tiếp co ngót cộng với cả các hiện tượng uốn ấy, hiện tượng uốn uốn này, hoặc các hiện tượng gọi là kiểu gọi là do ngoại lực bên ngoài ấy, thì cộng với các co ngót này thì ra một lượng thép chẳng hạn. Lượng thép này sẽ có một cái chặn chặn trên ở cái AS min này, hoặc là thậm chí ta không cần tính toán đến 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 co ngót làm gì, ta bảo đảm là bố trí ít nhất tối thiểu trong khối bê tông mình cái lượng thép min này thì là sẽ cũng không cần phải tính đến nữa đấy. Thế thì tức, trong chuẩn chỗ Âu cũng có một cái nói không phải phong phần phụ lục, không phải phần phụ lục mà gọi là phần recommendation, là phần hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn của Pháp, nó cũng nói đến cái chuyện này đấy, là cũng làm coi như trong bộ pháp chúng con ngót. Vậy thì mình muốn đưa ra một câu hỏi ở đây để mọi người có thể thảo luận là liệu bố trí có mỗi một cái AS min này có đủ để bỏ qua hiện tượng con ngót trong tính toán hay không đấy. Thế thì chúng ta thảo luận thêm về cái này ở phần sau. Ngoài ra có các biện pháp khác như là bố trí băng khép đổ sau. Thì băng khép đổ sau là thế này, mình đưa ra một cái ví dụ công trình thực tế như này. Tức là ở đây là một cái công trình mình đang thi công, mình chủ trì thiết kế đây, thì nó là một cái hệ một cái tòa nhà cũng khá là dài, khoảng 100 hơn 100 mét cho chiều này hơn 60 mét. Thì tất nhiên là nó cái phần này là phần tường vây, cọc tường tường barrette đấy, nó bắn cáp vào trong trong đất để neo cái tường này lại. Thế thì lúc mà thiết kế cái sàn chống thấm như thế này là cái thì phương án đưa ra là mình thiết kế một cái lớp, mình tạo một cái lớp, mình đầm một lớp chống phóng ngoài này đấy, thì sau đó là mình đổ cái phần móng của mình lên, như là đây có các cái phần cọc nữa, thì phương án đưa ra ở đây để giảm thiểu cái sự co ngót, tức là hoặc là sự gọi là không phải là giảm thiểu co ngót mà giảm thiểu cái việc co ngót bị cản trở ấy. Chẳng hạn như cái phần tường vây này thì trông từ lâu rồi, khi mà mình nếu mình đổ trực tiếp mình nối vào đây phát ngay luôn ấy, thì cái tường này nó sẽ cản trở cái sự co ngót của cái phần 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 móng này rất là nhiều, nó sẽ gây ra những cái vết nứt ở sát sát gây ra những vết nứt ở sát đây. Thế thì để đấy thì để hạn chế vấn đề đó thì mình người ta bố trí một cái băng đổ sau, tức là người ta sẽ đổ cái khu vực này trước, và người ta sẽ để những cái băng xung quanh này, cái khu vực này xung quanh là mình chưa đổ vội, 6 tháng sau mình mới đổ đó. Và mình có thể chia, mình cũng chia những cái vì cái tòa nhà này lớn hơn gần 100 mét chiều này, nên là nó lớn lớn rất là lớn, nên là để gọi là hạn chế cái hiện tượng co ngót thì mình cũng tạo những cái phần băng đổ sau trong cái khối móng như này. Tất nhiên là khi mà mình bố trí cái băng đổ sau trong một cái công trình như thế này ấy, thì mình phải chú ý đến rất nhiều những cái chuyện như là cái việc mà mình để cái băng như này thì mình phải duy trì máy bơm cho đến khi mà mình đóng nó lại, hoặc là những cái cáp này mình sau khi mình thi công tầng tầng hầm xong mình phải đợi mình đổ hết những cái băng này ở các tầng thì mình mới được quyền mình tháo mình đề tông cái tia, tức là mình tháo cái cáp này ra, để lúc đấy thì cái lực nội lực ở trong cái tường này, lực 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 đẩy của đất nó sẽ truyền vào trong cái sàn đấy. Và cái công trình này có một cái đặc điểm thứ hai nữa cũng liên quan đến một trong những cái quy định của tiêu chuẩn đấy, để là tức là mình có thể nghĩ đưa ra các concept kết cấu để giảm thiểu sự cưỡng bức chuyển chuyển vị tự do của con ngót. Đấy, như là các cái cấu những là những đây chẳng hạn, như đây mình cũng thực hiện các cấu kiện đúc sẵn, là cái phần bê tông đúc sẵn này là cái sự co ngót đã xảy ra từ trước rồi, thì đến đây là mình sẽ giảm thiểu được co ngót, và đặc biệt là cái bê tông đúc sẵn này, à những cái tấm sàn đúc sẵn này nó có những cái khe gioăng giữa các tấm ấy, thì là nên là dù có nứt xảy ra thì mình cũng sẽ khó nhìn thấy mặt dưới. Thế thì cái concept đưa ra là như cái tòa nhà này là như này, tức là mình sẽ không bố trí khe JD, vì thực ra là trong vấn đề về khe khe co giãn ấy, mà trực tiếp vì trong vấn đề một cái tầng hầm nó có nhiều vấn đề, chẳng hạn mình có lực lực đẩy cái đất này khi đi vào sàn ấy, thì thường cái khe
khe co co khe co khe co giãn này, nó gọi là một cái khe co giãn là cho chịu là gọi là phần bê tông đây sẽ đối với nhau để cho vì phép là cái lực lực nội lực 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 lực, lực nén này đi qua. Nhưng mà khi mà giả sử có hiện tượng con ngót hay là hiện tượng ấy thì có thể cái gioăng này nó có thể mở ra. Thế thì cái câu hỏi của cái thiết kế thì người ta đưa ra một cái là có một cái tai nạn là như thế này. Thì cái người thiết kế thì người ta đưa ra cái bên concept, nó đưa ra cái concept mà không bố trí cái khe này, nó bảo vệ cái concept đấy là mặc dù ấy việc mình không bố trí khe này mình phải tính đến con ngót và sẽ có thể phải bố trí khe rất nhiều. Nhưng nếu như mình bố trí những cái khe khe co giãn kiểu như này thì giả sử nếu trong trường hợp là cái khe này nó mở ra trong quá trình vận hành công trình thì có thể nước nôi các thứ, vì đây là tầng hầm mà nó sẽ chảy qua đây, người ta từng có cái hiện tai nạn đấy chảy qua đây, chảy xuống ô tô chẳng hạn, chảy xuống ô tô của những cái người mà rất là ô tô xịn sò chẳng hạn, siêu xe chẳng hạn, thì nó phải đền rất là nhiều tiền. Thế là tỉnh đã xảy ra rồi, nên một cái concept mà đưa ra ở đây là mình không làm như thế mà mình sẽ đưa ra cái, mình sẽ làm những cái cọc bô ở vùng vòng xung quanh tòa nhà này, thì cái cọc bô này nó sẽ cho phép là cái miếng sàn của mình có thể vẫn có thể vừa có thể truyền lực qua đây do lực do đẩy của đất, nhưng mà vừa có thể chuyển động tự do, như vậy là con ngót cũng có thể sẽ không bị cản trở. Thế thì mình có thể nhìn thấy ở đây là một cái ví dụ mô hình cái tầng hầm này, mọi người thấy là vì có cái hệ 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 cọc bô như thế thì chẳng hạn như phần dưới đây này cái con ngót bị cản trở rất nhiều vì nó cản trở với cái hệ móng này, cái tọc này, với cả cái tường vây của mình nó nối vào trong trong cái sàn dày lên những tầng trên, do mình bố trí những cái cọc cọc bô ấy, cọc ben ở đây thì nó sẽ làm có thể chuyển động tự do theo phương này hơn, thế nên là hiện tượng con ngót bị cản trở sẽ thấp hơn rất nhiều, càng lên cao thì càng thấp. Và như vậy mà cái hiện tượng con ngót bị trở càng thấp thì cái lượng thép phải bố trí trong các sàn này của bạn thì cũng sẽ càng giảm xuống. Đấy là một cái ví dụ, một cái concept mà đưa ra để có thể giảm thiểu cái sự co ngót, là giảm thiểu cái sự cản trở của con ngót gây ra nứt. Cuối cùng thì mình cũng muốn đi qua một chút, vì qua cái phần nói vừa rồi thì các bạn đã hiểu được một về thế nào là nứt do con ngót xảy ra do cái sự cản trở của cái điều kiện biên. Thế thì khi tính toán đến nó thì giả sử khi mà nếu mà các bạn đã bố trí đầy đủ các khe rồi thì không làm gì, nhưng giả sử nếu các bạn gặp được trường hợp mà không có cách nào để bố trí các khe có giãn hợp lý, hoặc là mà khi bạn bắt buộc phải đưa cái phần ấy vào trong tính toán thì bạn sẽ phải làm như thế nào, thì trong cái phần gọi là phần tiêu chuẩn Locode 2 phần 1 ấy, cho phần tòa nhà thì nói rất là sơ sài, nhưng mà có cái tiêu chuẩn Locode 2 phần 3 nói về các công trình gọi là chịu chống thấm ấy, thì họ có nói về phần lý thuyết về phần này rất là đầy đủ, thì đặc biệt là họ đưa ra những cái thông tin rất là hay về cái việc các cái tính toán hệ số cản trở cản trở con ngót này trong cái annex, trong cái phần phụ lục L và phụ lục M của Oracode 23. Thì mình đưa ra đây một sơ bộ một cái quy trình khi mà mình phải tính toán đến cái độ mở vết nứt cho con ngót thì mình sẽ phải làm như thế nào. Cái đầu tiên ấy, là mình phải xác định được cái độ mở vết nứt tối đa theo các tài liệu quy định, chẳng như là Eurocode 23 này nó quy định cái gọi là cái mức kháng thấm ấy ở mức độ từ 0 1 2 3, mức 3 là mức kháng thấm cao nhất, gần như là không không cho nước đi qua, và mức 1 1 0 là mình vẫn có thể chấp nhận là có những cái suy nước chút nước lên trên cái bề mặt của công trình mình, chẳng như cái như lúc nãy cái công trình lúc nãy của mình ấy, là cái tường cái hệ gọi là tường vây barret đấy, thì người ta vẫn chấp nhận là có cái phi nước lên bề mặt và người ta làm một cái hệ thu nước phía dưới. Ngoài ra còn các tài liệu khác như cái fascicule 74, thì cái fascicule 74 về công trình các cái gọi là bể nước các thứ này ấy, thì nó vừa được cập nhật năm 2019 và nó gần như tất cả phần tính toán nó lại gửi gửi về xem Eurocode 23 này. Đấy, nhưng mà nó có cái quy định về class ABC khác hơn so với Eurocode một tí. Tức là A này là tất nhiên nó vẫn sẽ gửi có một cái bảng gửi về các cái thông tin liên quan các cái class 012 này của Eurocode. Còn cái D214 này là cái rất quan trọng, này là số người thiết kế nhà bên Pháp ấy cho các tầng hầm này.
thì người ta đang chờ đợi một phiên bản cập nhật, thì cái file này đã cập nhật rồi thì chắc là khoảng năm nay hoặc năm sau sẽ cập nhật lại thôi. Thì mình sẽ xác định một cái độ mở vết nứt tới hạn. Thì nếu mà trong các công trình mà gọi là công trình chống thấm ấy, thì nó sẽ ảnh nó sẽ tỷ lệ với cái độ áp lực của cột nước. Nhiều lúc mình có thậm chí trong trường hợp mà gọi là vết nứt hạn chế nhiều nhất ấy, thậm chí mình phải hạn chế nhất đến 0,05 chứ không phải chỉ có mỗi là 0,2 đâu, nên là nó rất là trong rất là gọi là trong những cái phần tính toán về nước hay những cái liên quan đến nước này, cái tầm quan trọng của việc hạn chế nứt rất là quan trọng. Thì nếu mà có nứt thì nó sẽ xảy ra gọi là hiện tượng nước nó thấm qua. Nếu mà vết nứt nó nhỏ thì tiêu chuẩn châu Âu nó có cái hiện tượng gọi là tự tự phục hồi ấy, của bê tông là những cái cát hoặc những cái gì nó có thể tự chèn vào cái nứt đấy, nó sẽ chống lại, tự gọi là hiện tượng tự chống thấm. Muốn được cái ra thì cái nước nó chảy, cái debi nước chảy qua nó phải là thấp, là cái độ mở vết nứt nó phải rất là thấp. Thế thì cái bước thứ hai ấy, thì sau khi thì mình phải xác định được cái sự độ co ngoắt tự do. Thì ở đây thì cái độ co ngoắt tự do này là nó có bao gồm có những cái co ngót do khô và co ngót nội sinh, cộng với cả co ngót do nhiệt thủy hóa như lúc nãy nếu cần thiết đối với tấm khối lớn. Thì đây ví dụ một cái mình đưa ra một cái ví dụ tính toán của một cái tấm 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 sàn dày 80 cm thôi. Thì ở đây thì mọi người sẽ thấy ở đây có một cái chỗ này là nếu như là bốc hơi trên một mặt ấy, là 1.000, tức là 1.000 mm 1 mét ấy. Nếu mà bốc hơi trên hai mặt thì là 2.000. Thế thì tại sao một cái tấm sàn gọi là móng ấy, thì thường là sẽ chỉ bốc hơi một mặt thôi, vì là thường là có là một mặt thì khi mà ta thực hiện biện pháp chống thấm ấy, thì chống thấm chẳng hạn như chống chấm bằng mặt trong chẳng hạn, thì cái lớp chống thấm này nó sẽ cũng là dừng lại việc bốc hơi bê tông, và lúc đó thì là chúng ta sẽ chỉ cần tính đến bốc hơi một mặt thôi, nó sẽ giảm đi cái sự co ngót khá là nhiều. Nên là một cái lưu ý khi mà bạn tính toán, hoặc là nếu như là cái bức tường của bạn nó nằm trong cái mạch nước ngầm, lúc nào cũng có nước thì độ ẩm tức là 100%, thì nó cũng gần như không có hiện tượng bốc hơi trên mặt đó. Thế thì mọi người nhìn thấy ở đây là con ngót cho khô này, cái này không đưa vào đi vào cụ thể làm gì, mọi người có thể xem trong tiêu chuẩn. Ở đây là con ngót nội sinh thì thấy đối ông nội sinh thì sẽ bé hơn rất nhiều so với con ngót cho khô. Thì ở đây một cái tấm sàn như này là khoảng, mình thấy ở đây là khoảng 3,26 nhưng mà cũng chữ 4 rồi. Thế thì sau khi tính được cái đó thì mình theo lý thuyết như mình nói vừa rồi nãy lúc nãy thì cái sự cản trở con ngót này nó không phải là tuyệt đối, mà nó do cái sự tương quan độ cứng của các phần tử cản trở con ngót đối với cả chính cái phần tử đang co ngót. Thế thì để xác định cái này, ngoài ngoài mô hình cách mô hình hóa ra thì mình có thể tính toán bằng bằng tay được không, thì cái annex của tiêu chuẩn Eurocode phần 2 phần 3 ấy, nó có những cái lý giải rất là hay và trực quan đến phần này đấy. Thì mọi người có thể thấy ở đây là cái biến dạng của bê tông mình có thể coi như là một cái biến dạng gọi là biến dạng do co ngót mà cản trở ấy, là nó là gồm gọi là mình lấy cái hệ số co ngót này, hệ số cản trở này nhân với cái biến dạng gọi là co ngót tự do, thì mình sẽ ra cái phần mà co ngót nó bị cản trở để tính ra được cái ứng suất gây ra co ngót bị cản trở này. Thế đây chẳng hạn như một cái bức tường này thì mình có thấy là cái tường mà bị cản trở do móng ấy, thì thấy là cái phần trên của bức tường này thì tiêu chuẩn quy định là nếu mà nó cái phần dưới này là nhỏ hơn bằng 2,4 mét và 0,2 lần L, còn trong phần trên này thì gần như là không có cái sự cản trở, nhưng phần dưới này sẽ bị cản trở từ 0 đến 0,5 là cái hệ số. Thế thì tiêu chuẩn này nó cũng đưa ra là một cái hiện tượng cản trở do bị co ngót, thì mình có thể quy về hai cái hiện tượng khác nhau. Nó là hiện tượng co ngót bị cản trở bởi cái đề biên dự biên ngang như thế này, nó giống như cái trường hợp một bức tường bị cản trở bởi móng ấy, hoặc là hiện tượng co ngót bị cản trở bởi hai đầu đấy. Nó tất cả các hiện tượng dù phức tạp đến đâu có thể quy về một trong hai cái này hoặc là tổng hợp của hai cái này đấy. Thì như mình thấy đây, tiêu chuẩn châu Âu Annex ấy, nó cũng đưa ra những cái trường hợp khác nhau với các điều kiện biên khác nhau để mình có thể tính toán được cái hệ số mà cản trở co ngót này đấy. Thì chẳng hạn như là một bức tường này, nằm trên một cái khối đế bị cản trở này,
thì cái hệ số đấy là 0,5 đấy, hoặc là giữa hai cái phần chẳng hạn một cái miếng sàn bị cản trở với hai đầu thì đấy cũng là 0,5. Tiêu chuẩn thì nó có nhiều cái chỗ mình bị thiếu lắm, nên là mình ở đây mình qua các sách vở mình đọc được thì mình cũng sẽ bổ sung một cái số các cái text ở đây để cho mọi người nếu mà đọc thì có thể dễ hiểu hơn. Cái chữ A cái này giải thích cái chữ A này, giải thiếu chữ A này, thiếu chữ B ở đây và thiếu chữ 0,5 ở đây. Qua các sách vở thì nó sẽ bổ, mình sẽ bổ sung lại như vậy. Còn tiêu chuẩn thì cái hình này không hiểu họ làm thế nào mà cái thiếu thông tin. Thế sau khi mình xác định được cái độ độ co ngót bị cản trở này này, đấy, nó sẽ khoảng là ví dụ ở đây là khoảng 0,5 chẳng hạn của cái độ co ngót tự do. Thế thì mình có sẽ kiểm tra được cái cấu khả năng nứt hay không, thì mình sẽ so sánh chẳng hạn như lần đây là một cái biến dạng khởi ra nứt khi mà là cái cường độ trong cái ứng suất đấy nó tương với cái FCTK 0,05 chia cho cái module đàn hồi effective. Thì nếu như mà cái gọi là gì nhỉ, cái hiện tượng là biến biến dạng do con bị cản trở này mà lớn hơn cái chỗ này thì nó sẽ sinh ra nứt. Thì cái này có rất nhiều cái tài liệu ở các nước khác nhau nói về cái này. Tiêu chuẩn châu Âu thì nó cũng là phần này mình đánh giá nó cũng chưa phải là quá đầy đủ vì nó không phân ra được gọi là cái phần gọi là lúc đầu và lúc sau, mà nó cách chung chung tổng thể. Nếu các bạn đọc các tài liệu của các cái bên Anh của Syria thì nó sẽ cụ thể hơn, vì là nó sẽ phân ra là cái hiện tượng co ngót lúc đầu do nhiệt và cái nội sinh lúc đầu, sau đó mới đến cái hiện tượng co ngót lúc sau là gây ra 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 do cũng bị khô ấy. Thì hai mỗi cái hiện tượng co ngót này có cái hệ số cản trở cũng như là hệ số ấy nó cũng và cái độ cứng của để đưa vào tính độ cứng của bê tông các thứ đưa vào tính toán nó cũng khác nhau, nên là mình là người ta đưa ra là mình phải kiểm tra theo cái hai trạng thái gọi trạng thái lúc đầu và trạng thái lúc sau riêng biệt đấy. Cuối cùng là nếu như mình sẽ đưa một cái xa cuối cùng của mình thì là khi mà các bạn đã xác định được cái đây là cái phần tiêu chuẩn. Ngoài ra mình nói thêm cái slide này là khi mà thì tiêu chuẩn cái Annex M ấy, nó cũng nói là trong trường hợp mà nứt do mà trường hợp bị con ngót bị cản trở như bị bo phía dưới này thì công thức nghĩa là công thức mà để áp dụng vào trong cái phần mà tính toán vết nứt đấy thì mình có thể coi như nó là cái hệ số cản trở Fx này nhân với cái độ co ngót tự do ở trong trường hợp này, ví dụ đây là 0,5 nhân với độ co ngót tự do. Nhưng mà trong trường hợp mà gọi là cái nứt bị chặn hai đầu này thì nó đưa ra cái công thức như này, nó sẽ khác biệt một chút đấy. Đấy, nó về bản chất nó có cái sự khác biệt. Nếu như có thời gian mình có thể sẽ giải thích thêm, nhưng bây giờ thì để không có nhiều thời gian để trình bày hết các cái cụ thể. Nếu mình có thời gian mình sẽ trình bày hết một cái phần tính toán nó đầy đủ hơn. Đây có rất nhiều diễn giả tham dự hôm nay thì mình cũng sẽ cố gắng đi nhanh để kết thúc cái phần 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 này của mình. Nếu như các bạn có thắc mắc thì mình có thể giải đáp thêm ở phần sau. Thế thì khi tính toán độ mở vết nứt thì phải tính toán thế nào? Mới đầu thì suy nghĩ thì mình sẽ áp dụng cái công thức này đúng không? Cái công thức cơ bản của nó cốt 21. Thế nhưng mà tại sao phần phụ lục quốc gia của Pháp ấy lại trong cái phần mà cốt 23 ấy nó lại đưa ra một cái công thức mới đấy, khác với công thức này. Thế thì mới đầu mình cũng thắc mắc lắm tại sao ông đưa cái này vào làm gì đấy. Thế thì với cả cái này thực sự cũng chỉ áp dụng được trong cái phần cốt 23 thôi, phần liên quan đến cái gì công trình liên quan đến thấm thôi. Thế nhưng mà còn cái đây là về áp dụng cho tất cả. Thế thì tại sao ông đưa cái này vào, phần nghĩa là phần phụ lục quốc gia của Pháp là đưa cái này vào nhá. Thì cái này ấy, về nguyên gốc của nó ấy, là nó là một cái công thức được lấy ra từ tiêu chuẩn Modern Code 2010 đấy. Thì nó là trả công thức của tiêu chuẩn châu Âu và lấy ra cơ bản là được truy xuất ra từ cái tiêu chuẩn Modern Code năm 1978 ấy, còn tiêu chuẩn này là năm là từ Modern Code 2010. Thế thì tại sao có sự khác biệt? Thì cái vấn đề thấm ấy, thì thường là vết nứt hạn chế rất là nhỏ, thì nên là cái lúc PK hạn chế rất là nhỏ, có thể đến 0,05. Mà nếu như bạn dùng cái công thức của Eurocode này thì bạn sẽ thấy là nó có hai vế, cái vế đầu này thì nó cũng tương tự như bên này thôi, nhưng nó có cái vế sau 0,6. Thế bạn nhìn cái đường đồ thị màu vàng này, Eurocode nó sẽ có hai đoạn, cái đoạn 0,6 và cái đoạn này, cái đoạn tiếp theo.
Thế thì cái đoạn 0,6 này nó rất là thiệt thòi cho những người mà tính toán lúc 0,6 sigma S chữ S này, rất là thiệt thòi cho những người mà tính toán vết nứt mà càng nhỏ. Bởi vì sao? Bởi vì cái hiện tượng nứt ấy, thì mình có thể hiện tượng nứt sau nứt thì mình có thể hiểu là nó gồm có những cái phát như sau. Cái phát đầu tiên là cái phát mà lúc mà nó chưa đạt đến ứng suất gây nứt, ứng suất là FCT, ở đây là cái 0,05 chẳng hạn, thì nó chưa đạt đến ứng suất gây nứt đấy thì nó chưa nứt. Đấy, đường cái method zeta là cái method thực tế, nó là method được xây dựng trên cái khá giống cái phần mà gọi là tính toán cái độ độ gọi là biến dạng đấy. Thì nó cũng là đến khi mà bạn vượt quá một cái ứng suất kích thích thì bạn mới bắt đầu nứt đấy, sau đó bạn sẽ có một cái pha là nó các vết nứt phát triển đấy, cho đến khi các vết nứt ổn định là cái pha ba này. Thì đây mình sẽ thấy là cái đường màu đỏ này, cái chỗ này nó hơi 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 vòng lên một tí, là các vết nứt đang đang phát triển đây. Sau đó khi nó đi thẳng này là khi vết nứt ổn định. Thế thì cái tiêu chuẩn châu Âu ấy, thì ông vì ông không không muốn đưa vào phức tạp hóa nên ông đưa ra một cái chuyện là cái đường lúc ổn định là như này. Thế để đưa cái đường ổn định về về điểm không cho hợp lý ấy, thì ông đưa ra con số 0,6 này. Thế là mình sẽ nó dụng nó mình sẽ có một cái điểm gãy ở đây. Đấy. Thế thì bạn sẽ thấy là lúc mà ở những cái độ giới hạn công thang thấp, nghĩa là độ mở vết nứt nó yêu cầu bé, mình phải là cái ứng suất thép trong thép nó sẽ thấp ấy, thì mình sẽ rất thiệt thòi. Bạn nhìn thấy đây là trong cái khoảng cách từ đây đến đây, từ đường này rất là lớn. Đấy, thế thì trong cái đó là tiêu chuẩn modern code ấy, thì cái đường nó đường cái màu xanh này, thì nó cái phần mà lúc mà nó ổn định ấy, thì cái độ biến dạng trung bình của thép, trừ độ biến dạng trung bình của cái phần tia gong, của cái phần gọi là phần tia gong, cái phần bê tông cộng với thép liên hợp ở giữa hai vết nứt ấy, thì nó gần như là nhau trong giai đoạn ổn định, bằng nhau trong giai đoạn ổn định. Nhưng mà đường này nó lại đến đây, nó lại phương trình nó lại đi xuống cái này, nó có một cái đoạn này là nó sẽ giả sử cái bên này mà nó nhỏ bên này thì nó sẽ thành âm ấy, thì người ta tiêu chuẩn nó quy định là nếu như thế thì coi là không, thì nó sẽ khá giống với đường màu đỏ hơn là cái thằng ông màu vàng này. Đấy, thì bạn có thể nhìn thấy là ngoài ra có một cái sự khác biệt nữa của công thức này rồi công thức này, nó sẽ gần gũi với các kết quả thực nghiệm thời gian gần đây hơn, đó là cái khoảng cách giữa các vết nứt của công thức tiêu chuẩn châu Âu mới, tiêu chuẩn mới này, tiêu chuẩn công thức modern code này, nó hợp lý và sát hơn công thức này, nó bé hơn cái phần R max này. Đấy, nó là gồm bao gồm là hai lần của cái lớp bảo vệ, lúc đấy là cái phần neo mà lúc đấy chưa chưa được, sau đó cộng với cái phần gọi là độ dài để có thể neo được cái lực đủ bằng cái công thang FCTM. Thế thì cái này nó cũng 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 cũng, cũng bé hơn cái này, chính vì là cái này gần như giống nhau nhưng mà cái này nó bé hơn, nên cái độ mở vết nứt của cái công thức mới ấy, nó tính ra sẽ là ra giá trị bé hơn nếu dựa theo công thức của Rokoff trong mục 21. Đấy là nếu mà mình sử dụng công thức mới theo theo như nếu bọn mình áp dụng theo cái này thì có thể tiết kiệm được đến khoảng nghĩ là từ 10 đến 20% so với cả công thức trong Rokoff 21. Thì mình xin kết thúc phần trình bày của mình ở đây. Đấy thì rất cảm ơn mọi người đã lắng nghe ạ.